Trong lúc ngành du lịch kêu gọi người Việt Nam đi du lịch Việt Nam với nhiều chương trình kích cầu, thì tại Hạ Long, một vài cơ sở dịch vụ lại tự đánh mất uy tín. Đó là trường hợp khách sạn OEO Hải Anh VIP Phường bãi trái thành phố Hải Long bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì tự ý hủy phòng của khách nhưng không thông báo. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Long nhận được phản ánh của chị N L, du khách đến từ Hà Nội, về việc gia đình đã đặt hai phòng tại khách sạn trên qua một trang đặt phòng trực tuyến để lưu trú từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Dù đã nhận được thư xác nhận đặt phòng thành công từ phía khách sạn, nhưng để chắc chắn, trước giờ khởi hành đi Hạ Long sáng ngày 29 tháng 5, chị L đã gọi gọi điện cho khách sạn để kiểm tra lại dịch vụ. Tuy nhiên, gia đình chỉ nhận được thông tin dịch vụ phòng của mình đặt đã bị hủy mà không có bất kỳ thông báo nào. Vì thế, gia đình chị phải tìm nơi lưu trú khác. Chưa hết, ngày hôm sau, gia đình chị mua tour tham quan Vịnh Hạ Long của tàu Hải Anh 10 lại phải chịu giá cao gấp đôi, thậm chí lịch trình bị cắt ngắn. Theo chủ khách sạn, giá phòng cuối tuần thứ sáu thứ bảy từ 750.000 đồng trên một phòng, bao gồm ăn sáng, phụ thu thêm 100.000 đồng trên một trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, cuối tuần thường đông khách. Một số khách sạn ở Hạ Long cũng chưa hoạt động hoặc có khách sạn hoạt động nhưng lại không ăn sáng. Giá đặt phòng trên các trang trực tuyến thường thấp hơn giá phòng niêm yết ở khách sạn, vì thế nhiều khách sạn hủy phòng đã đặt qua dịch vụ trực tuyến để nhận khách trực tiếp với giá cao hơn, nhất là vào cuối tuần khi các địa điểm du lịch đông khách. Theo ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, mặc dù giữa du khách và khách sạn đã hòa giải bằng cách bồi thường toàn bộ chi phí, nhưng địa phương vẫn xử lý nghiêm vụ việc.